Trai chương trình cũng bản tin ngắn. Trước khi đi vào chương trình cũng bản tin ngắn, chúng ta trở lại một cặp tiền đẹp cho ngày hôm nay là tờ tiền 1.000 và tờ tiền 2.000. Và những người nào sinh năm 2000 cũng có tờ tiền 1.000 sản xuất năm 1974 và tờ tiền Sosirio 2.000 sản xuất năm 1988. Hai tờ tiền vô cùng đẹp. Trở lại có vẻ như cả một câu chuyện ngày hôm nay, một bản tin rất là chấn động. Ông Trump đã vượt qua bao nhiêu vàng sự khó khăn, nhưng ông Trump vẫn tiếp tục leading cái đảng Cộng Hòa với 37 điểm trong cuộc bầu cử sơ bộ. Như vậy tất cả những cái trò điếm đàn của đảng Dân Chủ hợp tác với đảng Cộng Hòa để chống Trump hoàn toàn là thất bại đối với những cử tri của chúng ta. Cuộc khảo sát mới nhất của Economist YouGov cho thấy ông Trump đã dẫn 37 điểm trong cuộc xua sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Cuộc khảo sát hỏi các đảng viên đảng Cộng Hòa, những người theo cuộc bầu cử, ông Trump vẫn tiếp tục leading. Nhưng mà trong cái poll này nó rất là quan trọng là ông Trump dẫn luôn ông Biden 4 điểm, tăng 4 điểm, tức là 44%. Như vậy cái polling này hiện giờ đã cập nhật cho chúng ta để so sánh với tháng 7. Khi mà cái polling này được đưa ra lần cuối cùng là tháng 7, và cái polling này được đưa ra mới nhất sau những vụ truy tố và tấm hình ảnh của ông Trump tại nhà tù. Ông Trump 44%, ông Biden 43%. Đương nhiên cái vấn đề cuộc bầu cử tổng thống giữa hai cái đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trên toàn quốc, những cuộc thăm luận, thăm dò ý kiến đó. Ok, những cuộc thăm dò ý kiến đó là hoàn toàn nó chênh lệch nhau rất thấp vì chỉ số phần trăm. Thật ra vì cũng không ngạc nhiên là ông Trump 44, Biden 43, có những polling là Biden 44, Trump 43, tôi giả sử như vậy. Cái margin rất nhỏ. Chẳng hạn như ông Biden của 2020 tại tiểu bang Georgia, Arizona, những margin rất nhỏ. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là trong cái đảng viên đảng Cộng Hòa, sau nhiều sóng gió thì ông Trump vẫn tiếp tục leading là 52%. Ông Ron DeSantis là 16%. Vivek Ramaswamy 6%, Nikki Haley 4%, mà nhục nhã nhất là Mike Pence 3%. Tôi chưa thấy một nhân vật chính trị gia nào mà thật sự nhục nhã như là ông Mike Pence đầu bạc. Và đó là những gì mà thật sự ông Mike Pence đầu bạc. Nếu mà thật sự ông còn được một cái chút gì đó lòng tự trọng của một con người thì ông drop out ủng hộ chủ cũ của ông đi. Người mà thật sự đã đưa ông lên đỉnh vinh quang từ một thống đốc bang no name tại tiểu bang Indiana trở thành một phó tổng thống trong lịch sử của nước Mỹ. Và đó là chương trình của bản tin ngắn. Chào tạm biệt.